đâu phỏng vấn vài câu thử. Dạ. Mới mua xe, mới tập chạy xe lần đầu, cảm giác sao? Cảm giác là vui lắm anh Minh ơi. Nếu như là mình đạt được cái đam mê của mình đó, mình đang ước rồi cái mình. Rồi mua xe bên anh sao, được trang bị tận răng đúng không? Dạ, tận răng luôn, đầy đủ luôn. Là nhớ rồi coi như là chính sách ok hết đó. Là hướng dẫn chạy rồi thay dạ. Nhớt mới cho chạy. Đó. Đây. Cho anh em xem. Đừng có lấy sẹo nha. Đừng có lấy sẹo nó nha, nó chưa có sẹo. Mới tập chạy đừng có để cho nó dính sẹo nha. Đó. Nói chung chạy chịu khó một xíu. Đó, tập từ sáng giờ luôn á. Sáng giờ qua từ lúc 8 mấy tới giờ luôn. Giờ đẹp buổi trưa còn rồi giờ chạy thấy ổn chưa? Dạ rồi ổn. Ổn không? Dạ. Đây, anh em ngắm. Con này là con su đầu dế nha em. Chạy thời gian mà vỏ mòn hay là cái gì đó thì qua đây anh thay lại. Còn bố thắng đầy đủ hết rồi, nói chung là về với giọt thôi, không có phải tân trang hay là làm gì nữa hết á. Chung là em không phải làm gì nữa, đúng không? Dạ. Ok hả? Giờ chỉ còn kiếm cô em xinh tươi ngồi xí sau thôi. Mới thay ảnh bình nhất mới để anh tập chạy luôn á anh em. Mượt mà luôn á. Nói xe này là chơi với mình lâu dài luôn. Rồi chạy tiếp đi. Chạy tiếp đi. Sao đứng góc này thấy xe sao em? Dạ. Đứng từ đây nhìn vô con xe là thấy đau chết luôn anh. Mới can luôn. Đà hậu bánh lọt sữa đậu nàng. Cái gì chưa? Máy móc ok hết. Đà hậu bánh lọt sữa đậu nàng. Giờ em về luôn hả? Dạ. Chứ cảm giác đi bóc. Đà hậu bánh lọt sữa đậu nàng. Tìm tiếng gọn ha. Cả chi tiết đường tìm mới. Tướng lấp lánh kim sa luôn à, đúng rồi. À. Này là tìm tiếng hàng riêu nè. Tìm tiếng hàng riêu nè anh em. Nè. Tìm tiếng cho anh em coi, tìm tiếng tự chế tự phun nè. Đó anh em. Nó sẽ bị giỡn. Anh em nhìn kỹ. Nuôi nè. Đúng mà nó bị giỡn anh em thấy không? Không, nó bị kiểu như là nó bị không có đều á. Không có đều thiệt mà nè. Em ra em coi lại hàng riêu nè, cho em coi nè. Máy sơn mấy người sơn nó. Thì vậy mới hàng riêu, hàng phát. Nè hàng riêu rồi anh em. Thấy chưa? Thấy chưa? Đánh chân luôn. À. Rồi. Bye bye em. Bye bye. Bye bye. Hạng hạng đô 10 lon nha. Đô mấy lon? Dạ đô 10 lon. 10 lon ok. Rồi bye bye em. Chỗ này mấy bữa nó có cái tem á. Dạ. Mở chày quá anh lột bỏ luôn. Ừ. Nó có hai cái tem chữ su. Dạ. Su đầu dế. Dạ. Su chỗ này chữ Yuki. Chỗ này là chữ Yuki nữa nè. Bữa nào ra đề ca anh kêu nó dán chữ Yuki nữa, còn không thích thôi để gì cũng được. Dắt xe ra, dắt xe vô, xe cũ mà nó chạy chạy mấy cái tem nè. Anh lột bỏ luôn. Rồi ok bye bye nha. Xong xuôi rồi đó. Bô này là anh sơn lại cách nhiệt á. Sơn lại cách nhiệt mới luôn á. Chạy là vô tư luôn đó. Lớp cách nhiệt mới nó đẹp hơn là cái zin luôn. Rồi bye bye. Góc này nhìn nó ngầu quá. À quên à, nói về vấn đề cọc xe kìa. Anh em hay thắc mắc là cọc là sao á. Là có nghĩa gì nè anh em à, có đây là gọi là một người cọc xe mình. Thì cọc xe sẽ như thế này. Có nghĩa là khi anh em cọc xe trước thì anh em sẽ được có nhiều ưu đãi hơn. Thứ nhất là sẽ được lựa chọn xe. Sẽ được lựa chọn xe là thứ nhất. Rồi không ép buộc
có nghĩa là xe về ưng mới lấy, thử mới lấy, còn không thử thôi. Rồi cái thứ ba là xe giá sẽ rẻ hơn là khi mình đăng lên. Đó là cái những quyền lợi mà khi anh em cọc xe. Nhưng mà cọc xe sẽ chờ rất là lâu, chờ rất là lâu, tại vì mình phải chờ cái công xe mình đồng ý nữa. Đó thì qua Minh cọc á là không phải là anh em cọc xe là xe về là phải bắt anh em lấy, hoặc là anh em không lấy thì mất cọc, không có vụ đó nha. Có nghĩa là anh em cọc có nghĩa là anh em sẽ được quyền lựa chọn. Ừ, Minh sẽ thông báo à bạn ơi, giống như là em đó, em là người thật việc thật đó, là em ơi xe này đang về nè, xe này chưa ai cọc nè, em coi thử nếu được thì em lấy, còn không được thì thôi. Rồi đương nhiên là giá nó sẽ rẻ hơn, thế là số lượng cọc, ví dụ một người mà cọc nhiều tiền thì nó sẽ rẻ cực kỳ, anh sẽ kiếm xe cực kỳ rẻ cho anh em đó. Rồi quyền lợi thứ hai là đó, được chăm sóc bảo dưỡng kỹ xe đó, xe nó sẽ như thế, lại nó lâu là lâu, sao lâu là mình kiếm xe lâu, kiếm xe lâu đó. Rồi ok, đó là cái những cái mà thắc mắc mà em hay hỏi là ừ cọc xe như thế nào rồi đó, thì giờ giải đáp cho anh em này đó, sẵn còn em đây là giải đáp luôn cho anh em đó. Rồi đây là cọc, là đây chỉ cho, đây là cọc tiền rồi cọc ăn nhậu cọc hai ba cái luôn chỗ luôn. Rồi cảm ơn nghe nha, bắt tay cái nè, ok lên clip luôn, ok em. Rồi bye bye, rồi tập chạy tiếp đi nha. Ok rồi, anh hỏi cái trong quá trình tập chạy có cảm thấy gì khó không? Dạ, bên anh hướng dẫn gì khó không? Dễ hiểu đúng không? Dạ dễ hiểu. Qua bên anh Minh là có thi hỗ trợ em là dễ hiểu. Đó thì anh nói rồi, dễ lắm, đừng có suy nghĩ nhiều, nói chung là nó không có gì khó đó, có người hướng dẫn là được hết đó, chơi gì có người hướng dẫn là được. Rồi ok. Rồi bye bye em. Bye bye.